Vào khoảng 12 giờ trưa nay, ngày 30 tháng 3, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp Làng Nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã xảy ra hỏa hoạn, diện tích cháy khoảng 200m². Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ. Công an huyện Văn Lâm, Công an thị trấn Như Quỳnh cũng có mặt để phối hợp. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp chữa cháy, phòng chống cháy lan và cứu tài sản. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.